Ok, hello, chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ làm về cái chủ đề dành cho những anh em trên điện thoại nha anh em. Thì hổm giờ là tôi làm về cái chủ đề dành cho trên máy tính rất là nhiều rồi và rất là nhiều anh em trên điện thoại bảo là hiện tại hổm giờ ấy thì tôi không ra những cái script mới cũng như là không ra những cái clip mới. Thì chính vì thế là trong video ngày hôm nay với lại là hổm giờ có rất là nhiều bạn bảo là anh ơi thì cái phần su ấy thì bao giờ anh mới có cái phiên bản like cho tụi em để tụi em máy yếu tụi em sử dụng. Rồi, trong video ngày hôm nay thì tôi có hai thứ cực kỳ quan trọng để gửi đến cho tất cả các ông đây. Thứ đầu tiên á là về cái phiên bản Follow Su Like nha anh em. Và ở cái phiên bản Follow Su Like trong video ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông thì nó sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là sẽ có skin và một phiên bản là sẽ bị xóa skin nha anh em. Đó, và cả hai phiên bản này thì dung lượng đều cực kỳ thấp luôn. Một phiên bản thì chỉ với là 60 mấy MB và một phiên bản là sẽ là 70 MB nha anh em. Thì nói chung là những cái phiên bản Follow Su Like thì anh em có thể là biết từ trước tới giờ rồi. Nó cực kỳ nhẹ và nó cực kỳ tối ưu luôn. Và đặc biệt là ở phiên bản Follow Su Like này khi mà tôi sử dụng thì tôi thấy là nó không có bị văng nha anh em. Nó fix được cái tình trạng văng này. Và đặc biệt là nó đã xóa hoàn toàn đi những cái file RAR rồi. Thì chính vì thế là ở thời điểm hiện tại là những cái bạn nào mà máy cấu hình đâu đó là khoảng 1-2GB này hoặc là mà cấu hình yếu rồi đó thì mấy bạn có thể là sử dụng cái phiên bản Follow Su Like này để mấy bạn treo rất là mượt luôn nha anh em. Thì nó vẫn giữ nguyên những cái hiệu ứng nha anh em luôn ha. Đó, giữ nguyên hiệu ứng, giữ nguyên đồ họa, giữ nguyên trời cho anh em luôn. Nhưng mà đổi lại là anh em sẽ có một cái FPS cực kỳ tốt này. Tại vì những cái file RAR của cái tựa game Roblox không cần thì cái bản này đã được xóa đi hết rồi. Với lại là đối với cái bản Follow Su Like này thì anh em được cái khi anh em sử dụng ấy, anh em sẽ không có cần phải sợ là theo kiểu là bị văng hay là sợ lắc nữa. Tại vì bản này thì nãy giờ tôi test là đâu đó là khoảng gần nửa tiếng rồi, nó rất là mượt luôn nha anh em. Đó, thì về cái bản này thì nói chung là sẽ có hai bản, bản có skin với lại là bản không có skin. Cái bản mà tôi đang sử dụng là bản có skin nha anh em. Đó, có skin này. Còn những cái bản mà không có skin thì cái skin của mọi người là nó sẽ bị thành màu xám ha. Đó. Rồi thì nói chung là hai bản Follow Su Like dành cho máy yếu này tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho anh em. Còn trong video ngày hôm nay thì tôi mới vừa phát hiện ra được một cái sầu rip menu farm cực kỳ ngon và cực kỳ VIP luôn. Chính vì thế thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi chạy cái sầu rip này cho anh em xem ha. Và anh em nào mà muốn sử dụng cái sầu rip menu farm VIP này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho anh em. Bản này không cần gắt cây hoàn toàn 100%. Ok, bây giờ thì let's go thôi nào. Và ok anh em ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm mà trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến cho anh em. Nó có tên là Hero Hub nha anh em. Một trong những cái phiên bản menu có thể nói là nếu mà nói đúng là cái bản Hero Hub là nó đã có mặt rất là lâu rồi. Nhưng mà đây là cái phiên bản Việt hóa nha anh em. Và phiên bản này thì như anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có toàn bộ là bằng tiếng Việt hoàn toàn 100% luôn. Và đặc biệt là những anh em nào mà theo kiểu là không rành tiếng Anh giống như tôi thì khi mà anh em sử dụng cái bản này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều trong quá trình mà anh em sử dụng luôn. Tại vì khi mà nói về sang tiếng Việt thì mọi người dòm vào là mọi người cũng đủ biết là những cái chức năng này dùng để làm cái gì rồi. Chẳng hạn như là đầu tiên là cày cấp độ này, cái này là cày level này, rồi cày quái ở gần này, rồi cày tư lệnh bột này, rồi nói chung là auto farm xương có luôn nha anh em. Đây cày xương nè, đó cày xương thì cái này mọi người bật lên là nó sẽ tự động đi farm xương cho anh em luôn. Đây thì ở đây tôi sẽ cho mọi người xem. Đó, về chế độ farm xương thì farm cực kỳ ngon luôn nha anh em, farm rất là ngon luôn. Thì nói chung anh em là kết hợp, ví dụ mà máy anh em yếu thì anh em có thể là kết hợp cái bản sầu riết này với lại là cái Follow Su Like mà tôi mang đến cho anh em trong video này ha, là nó đánh cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy không, đánh này level rút luôn mình đồ tăng cho hạng đồ cái thứ luôn nha anh em. Đó, thì nói chung là lâu lắm rồi thì tôi mới vào trong nhạc chính của tôi, thì có rất là nhiều bạn kêu tôi là làm vẹt chính đi, thì đây nha anh em. Đó, rồi về những cái chế độ còn lại thì tôi sẽ tiến hành tôi review sơ cho anh em ha. Thì nói chung là do là cái bản này thì nó đã bằng tiếng Việt rồi, thì bởi vậy là những cái chế độ mà tôi nghĩ là anh em giờ và anh em cũng đều biết rồi. Đó, cày xương đồ thì nãy giờ là tôi cày rồi nè. Rồi vật phẩm là hỗ trợ cho mọi người tự động làm nhiệm vụ sau 2, tự động làm nhiệm vụ sau 3 này. Rồi auto nhặt gương này, đây có nhặt gương trên đảo bia kỳ bí này là đảo bí ẩn đó mọi người. Rồi nhặt gương kiểu bypass này, nhặt gương khi ra cây đau đen. Đó, có cái chức năng này rất là ngon cho anh em luôn. Cái chức năng này á thì khi mà anh em bật lên á là nó sẽ tự động nó nhặt gương tới chừng nào mà có cái cây đau đen là sẽ tự động dừng lại cho anh em ha. Đó, rồi tự động nhấn nút này, rồi nói chung là rất là nhiều cho anh em luôn. Đó, rất là nhiều luôn nha anh em. Đấy, chỉ số là tự động nâng chỉ số cho anh em luôn nè. Đấy, melee này, đấy nâng đồ cái thứ này. Đó, rồi up tộc Ray V4 là có full chức năng up tộc cho mọi người luôn. Đấy, tự động hoàn hành nãy này, tự động cày tộc này, tự động mua ria này, rồi tự động chơi travel đồ rất là nhiều cho anh em luôn ha. Đó, thì anh em việc của anh em về là chỉ cần sử dụng thôi. Bản này thì không cần ghép cây và cũng như là không cần phải dịch cho anh em. Đó, thì nói chung là anh em nào mà không biết tiếng Anh thì chơi bản này là rất là ok ha. Rồi tự động auto qua đảo level thang này, rồi tự động qua đảo Kitsune này. Rồi nói chung mới là rất là nhiều chức năng luôn. Đó, tự động đánh thuyền, đánh boss đồ cái thứ này. Rồi ở đây thì tôi test cái file level cho anh em xem. Đâu file level đâu? Đây ở đây chọn nè, đấy nhiệm vụ này. Cái này mọi người chọn melee. Đó. Rồi, file level của các bản này thì như anh em có thể thấy là nó sẽ tự động nó dịch chuyển tức thời cho anh em và dịch chuyển rất là nhanh cho anh em luôn. Đó, đây farm này, đấy đánh rất là ngon cho anh em. Đây file level cho anh em ha. Đó, gom quái lại chỉ trong vòng vài giây thôi là đã đánh xong rồi. Đó, thì bạn nào mà chưa biết cách cài Follow Su thì tôi sẽ để một cái video hướng dẫn cài chi tiết ở dưới phần bình luận game cho anh em. Còn trong video này thì tôi chỉ review cái bản menu với lại là mang đến cho anh em về cái Follow Su like nha anh em. Đó, rồi ngoài ra là cài level có nè, định vị là cái này là hỗ trợ cho mọi người SP này, định vị người chơi này, rồi định vị gương này,
rồi định vị trái nè, định vị trái xung quanh tôi hình như là không có trái anh em ạ. Nó có trái thì nó sẽ hiển thị lên ha. Rồi tập kích này, cái này là chắc đi ride nha mọi người. À cái này là dùng để chơi ride nè. Đó, mua chip này, à, bắt đầu ride. À cái này thì mọi người mua chip trước ha. Đó, ở đây thì mọi người mua mua trái này. Đây ở đây tôi mua trái này. Đó, mua chip này. Rồi, mua xong rồi thì tức là bắt đầu ride. Đó, sẽ tự động nó load qua cái treo ride cho mọi người ha. Đó, thì treo ride này thì dành cho những bạn nào muốn treo thì mấy bạn chỉ cần là vào làm theo thôi. Đấy, dịch chuyển cái đảo ride này. Rồi, tự động giết này. Rồi, tự động hất tỉnh trái này. Đó, mọi người bật mấy cái này lên. Tự động vượt ride này. Đấy, thì nói chung là mọi người bật mấy cái này lên thì khi mà quái nó ra thì nó sẽ tự động nó bị triệt hạ hết nha anh em. Đó, thì bản này thì anh em nào muốn sử dụng tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho anh em. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã đón xem video này nha. Chúc cho anh em có một ngày mới đầu tuần thật là vui vẻ nha anh em. Và bye bye anh em.